Sáng nay, tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi kính yêu của nhân dân Ấn Độ vừa được khánh thành tại công viên Tao Đàn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là biểu tượng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Ấn Độ đặt tại vị trí trung tâm thành phố. Xuất phát từ nhiều mối tương đồng về lịch sử, văn hóa và càng trở nên đặc biệt hơn khi có những điểm tương đồng giữa hai vị lãnh tụ dân tộc vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Mahatma Gandhi. Hai vị lãnh tụ đã dành cả cuộc đời đồng hành cùng dân tộc bị áp bức và trở thành các vĩ nhân truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng dân tộc không chỉ ở Ấn Độ, Việt Nam mà còn các nước trên thế giới. Hai bậc vĩ nhân đều được nhân dân Ấn Độ và Việt Nam gọi với cái tên thân thương, trìu mến là vị cha già dân tộc. Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Ấn Độ vốn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Mahatma Gandhi dày công vun đắp đã không ngừng phát triển toàn diện ở mọi mặt. Ở cấp địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh luôn mong muốn góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước, cũng như quan hệ giữa thành phố và các đối tác Ấn Độ. Hôm nay, tại lễ khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại thành phố tuyệt vời và năng động này, nơi vốn có rất nhiều mối quan hệ với Ấn Độ, tôi xin ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh vì tất cả sự hỗ trợ cho mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa hai nước, cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi, tốt đẹp cho quá trình đặt tượng lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi tại nơi đây. Cùng với việc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm thủ đô New Delhi và tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, các biểu tượng sẽ gợi nhắc các thế hệ mai sau về một thời kỳ mà ông cha ta đã chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình của mỗi quốc gia và cả nhân loại, là minh chứng về tình hữu nghị được hình thành từ mối quan hệ lịch sử, văn hóa lâu đời và được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp.